Tiệc trà của thị trưởng Tạ Đức Trí và phái đoàn Westminster cảm tạ đồng hương Bắc Cali. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 25 tháng 9, một buổi tiệc trà của thị trưởng Tạ Đức Trí và phái đoàn Westminster cảm tạ đồng hương Bắc Cali đã được tổ chức tại nhà hàng bánh cuốn ông Tạ ở số 999 Story Road, Suite 9030, thành phố San Jose. Đây cũng là dịp để ông Nam Quang Nguyễn, là ứng cử viên nghị viên hội đồng thành phố Westminster, có dịp tiếp xúc với đồng hương tại Bắc Cali. Đông đảo đồng hương và đại diện các hội đoàn và đoàn thể đã tham dự. Trước đó, vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, thị trưởng Tạ Đức Trí và phái đoàn Westminster đã tham dự buổi tập hợp ủng hộ Tổng thống Donald Trump tại khu thương xá Grand Century Mall bên cạnh do Vietnamese for Trump Group tổ chức. Có lẽ quý vị cũng biết là ngày 7 tháng 3 vừa qua là cộng đồng người Bắc Cali chúng ta đã có một cái buổi tiệc gây quỹ hỗ trợ cho thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí, phó thị trưởng Kim Lee Hồ và nghị viên Nguyễn Mạnh Chí để dùng phương tiện đó chống lại cái vụ nghĩa là bãi nhiệm rất là vô lý ở Nam Cali, và chính sự giúp đỡ của chúng ta đó mà ông ta đã chiến thắng vẻ vang trong ngày 7 tháng 4 vừa qua. Và sau khi chiến thắng vẻ vang với một cái tỷ số mà rất là hiếm hoi, nó gọi là gần 60-40%, tiếng Mỹ ta gọi là landslide, tiếng Việt Nam mình phải kêu là lăn trời lở đất. Thành ra từ cái chiến thắng đó là luôn thị trưởng Trí và các nghị viên ở Nam Cali rất là muốn có được lên Bắc Cali để nói lời cảm tạ đồng bào cũng như các hội đoàn. Nhưng mà vì anh biết vì cái tình hình của dịch bệnh đó chúng tôi không có dám, cho nên bây giờ tháng 9 là tương đối là nó thoải mái, mọi việc nó thoải mái thì ban tổ chức mới dám mời thị trưởng Tạch lên đây. Thứ nhất là hôm nay buổi chiều là ông có tham dự vào một cái sinh hoạt ủng hộ Tổng thống Trump, và bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều ông sẽ tới đây để nói lời cảm tạ đồng hương và các hội đoàn tại Bắc Cali. Đó là ý nghĩa của buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Dạ, hôm nay thì chúng tôi cùng với lại đồng viện là nghị viên Nguyễn Mạnh Chí cùng với ứng cử viên Nam Quang Nguyễn lên đây, chúng tôi xin được chân thành cảm tạ quý vị đồng hương tại miền Bắc California, tại thành phố San Jose đã ủng hộ cho chúng tôi trong cái cuộc bầu cử bãi nhiệm 7 tháng 4 vừa qua tại thành phố Westminster. Chúng tôi vẫn còn nhớ cái buổi 7 tháng 3 cộng đồng tại Bắc California đã tổ chức ủng hộ cho chúng tôi, và từ cái cuộc mà 7 tháng 3 đó đã giúp cho rất nhiều hội đoàn tại các tiểu bang xa và ngay cả miền Nam California đã từ đó đã tạo nên một cái khí thế để ủng hộ cho chúng tôi chống lại những cái thế lực tiền bạc. Và chúng ta thấy cái kết quả ngày 7 tháng 4 vừa qua đã thể hiện là tập thể người Việt tị nạn của chúng ta vẫn muốn gìn giữ thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn là thành phố Westminster. Cử tri đã lên tiếng, cư dân đã lên tiếng, và trong đó thì phải nói là đồng hương tại Bắc California đã là một cái điểm khởi đầu ở nguyên cái phong trào để mà đứng lên, để mà thể hiện cái tinh thần bất khuất, không có chấp nhận bất cứ một thế lực nào để lũng đoạn các sinh hoạt chính trị tại thành phố Westminster. Hôm nay chúng tôi nói là chúng tôi rất là cảm động và rất là vinh dự có mặt để được chân thành cảm ơn tất cả đồng hương tại miền Bắc California, các tổ chức hội đoàn đã hỗ trợ cho chúng tôi. Sự hỗ trợ của tất cả quý vị đã đem lại cho chúng tôi niềm tin tiếp tục sứ mạng phục vụ cộng đồng. Sau phần nghi lễ, ban tổ chức đã giới thiệu các diễn giả lên phát biểu. Xin mời quý vị xem một số hình ảnh buổi tiệc trà do phóng viên Vietnam TV thực hiện. Oh, say can you see by the dawn's early light we hailed at the twilight's last gleam. Sau đây là nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Đồng dân ơi, quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì tân sơn phong bê, dù cho thay vơi trên phương dân.
Dạ vâng, thưa anh, với lại khán giả của Việt Today, thì Nam Quang đây là lần thứ hai Nam Quang đến Bắc Cali để mà tham gia cái tuần hành ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Lần thứ nhất là vào ngày 11 tháng 9 thì Nam Quang có mặt ở đây. Thì thưa quý vị, cái cuộc tuần hành nó diễn ra ở ngay trước City Hall của thành phố San Jose. Nam Quang đứng ở giữa một rừng cờ của ủng hộ Tổng thống Donald Trump, cờ Việt Nam Cộng Hòa, và giữa đồng hương, rất là đông đồng hương thưa anh. Thì Nam Quang cảm thấy mình rất là tự hào, một cái niềm gọi là mình hạnh phúc là mình được đứng giữa đồng hương của mình, những người cùng chí hướng, những người đi ra để mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump. Và mình tự hào là đó là đồng hương của mình đã thể hiện cái sự mà yêu mến quê hương thứ hai của mình là Hoa Kỳ, ngoài cái quê hương Việt Nam ở bên bờ bên kia đại dương. Thì cái đó mà tại sao mình tự hào là tại vì trong ở thành phố San Jose này có hơn cả 1 triệu dân, nhưng mà mình thấy là chỉ có người dân Việt Nam của mình, cộng đồng Việt Nam của mình đứng ra để làm cái cuộc tuần hành như vậy thì mình phải tự hào chứ. Đó là cộng đồng của mình can đảm đứng ra để mà ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Nếu như mà anh để ý là chỉ có đội cái nón đi ra ngoài đường thôi thì cũng có người là sợ bị đánh. Là tại vì sao? Là thành phố San Jose này cái lực lượng mà ủng hộ đảng Dân Chủ rất là đông, cho nên là đa số những cái người có thể là ủng hộ Tổng thống Donald Trump, ủng hộ đảng Cộng Hòa, nhưng mà không có dám thể hiện ra, họ ở nhà hoặc là họ ủng hộ một cách âm thầm. Nhưng mà đồng hương Bắc Cali, những người ở thành phố San Jose và ở Sacramento và những vùng phụ cận đã chứng tỏ là họ anh hùng, thưa anh, can đảm, dám nghĩ, dám làm và dám thực hiện. Buổi tiệc trà đã kết thúc thân mật vào lúc 7 giờ tối cùng ngày.